không gì đó là tiếng Pháp người ta gọi là nappe de sommeil, có nghĩa là ngưng ngủ, ngưng thở khi ngủ. Cái bệnh đó rất là nguy hiểm, cái bệnh đó sẽ dẫn tới đột quỵ và chết rất là dễ. Cái tới bây giờ chưa thấy một hạt. Thì con có điều về hàng ngày ấy, thì con hỏi thì nãy bây giờ thì ăn ngủ rất là ngon, bởi vì giấc ngủ khi những cái triệu chứng như thế này này, ngủ và ngáy rất là to và giật mà dậy, tỉnh dậy và cảm thấy khi ngủ dậy rất là đau đầu và khuôn mặt rất là mệt mỏi và bầm tím nơi khuôn mặt và đi tiểu đêm rất là nhiều. Bởi vì khi mình không tỉnh giấc thì giúp cho mình đi phải đi tiểu đêm. Thì những cái hiện tượng đó nó giảm rất là nhiều. Bây giờ không đi tiểu đêm nữa, không sáng và ngủ sâu.